Chào mừng các em đến với tiết học giáo dục công dân lớp 6. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Trần Thị Mai Hương, là giáo viên trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Huế. Hôm nay cô rất vui được đồng hành với các em ở tiết học này. Các em thân mến, ở tiết học trước, các em đã được học bài Tự hào về truyền thống của gia đình dòng họ. Qua bài học, các em cũng đã nắm được một số truyền thống của gia đình dòng họ như hiếu học, cần cù, giữ gìn nghề truyền thống. Đồng thời, các em cũng đã hiểu giá trị và những việc cần làm để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình dòng họ. Hôm nay, cô và trò chúng ta cùng đến với một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đó là truyền thống yêu thương con người. Cô mời các em chúng ta đi vào bài 2, yêu thương con người. Bài 2, yêu thương con người, các em sẽ được học trong 3 tiết với những nội dung sau. Thứ nhất, nhận biết thế nào là yêu thương con người. Thứ hai, đó là hiểu những biểu hiện của yêu thương con người. Và cuối cùng là hiểu giá trị của yêu thương con người. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi vào tiết 1. Các em lưu ý cho cô, ở những trang có biểu tượng như thế này thì các em nhớ ghi bài học vào vở các em nhé. Mời các em cùng đến với phần khởi động hôm qua bài hát Thương người như thể thương thân của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương. Sau khi nghe xong bài hát, các em trả lời cho cô hai câu hỏi sau. Nội dung bài hát muốn gửi đến chúng ta điều gì? Và điều đó được thể hiện như thế nào qua bài hát? Trong cơn nguy khó xa vẫn có nhau, thương người những lúc ốm đau, sớm chia tấm áo biết đâu là tình là họ ơi họ ơi, ngày vinh quang như thời lập đầu, ngày ốm đau mong về ngày mai. Các em vừa nghe xong bài hát. Theo em, nội dung bài hát muốn gửi đến chúng ta điều gì? Bài hát gửi đến chúng ta thông điệp về tình thương giữa con người với con người. Vậy, thông điệp yêu thương giữa người với người được thể hiện như thế nào qua bài hát? Thông điệp đó được thể hiện qua những câu sau. Thương người những lúc ốm đau, lúc gian nan, sợ chia từng tấm áo. Ta đang sống giữa vòng tay mọi người, thương người như thể thương thân. Các em thân mến, thương người như thể thương thân là một câu tục ngữ mà ông cha ta muốn nhắc nhủ đến các thế hệ con cháu mai sau rằng phải biết yêu thương lẫn nhau, phải biết yêu thương con người. Vậy yêu thương con người là gì? Chúng ta đi vào phần một nhỏ, thế nào là yêu thương con người? Các em giờ sách giáo khoa trang 9 để cùng tìm hiểu câu chuyện Thiên sứ 7 tuổi hiện giác mạc. Bây giờ cô và trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu chuyện. Thiên sứ 7 tuổi hiện giác mạc. Cũng giống như những người bạn cùng tuổi, Nguyễn Hải An là một cô bé có nhiều ước mơ. Em thích vẽ tranh và ca hát suốt ngày. Tháng 9 năm 2017, Hải An bị u não. Khối u đã chèn lên dây thần kinh nên đi học không thể can thiệp được. Từ đó, mẹ em xin nghỉ việc để đồng hành cùng con gái nhỏ. Mẹ hãy kể cho Hải An nghe về chuyện những tặng nội tạng cho người bị bệnh. Một lần, khi còn tỉnh táo, em tâm sự với mẹ. Con cũng muốn sau này làm thế nào khi mất đi,
những bộ phận vẫn còn tồn tại, vẫn sống trên cơ thể của người khác. Hải An qua đời sau hơn 6 tháng điều trị, chiều 26 tháng 2 năm 2018, tại Bệnh viện Mắt Trung ương đã diễn ra 2 ca ghép mạc thành công. Món quà mà bé Hải An để lại sau gần 1 giờ phẫu thuật. Hai người may mắn nhận được giác mạc là bệnh nhân 42 tuổi mắc bệnh loạn dưỡng giác mạc di truyền và bệnh nhân trên 70 tuổi bị bệnh sẹo đục giác mạc. Nhờ vậy, hai bệnh nhân được ghép giác mạc đã nhìn rõ như bình thường. Chúng ta vừa tìm hiểu câu chuyện thiên sứ 7 tuổi hiện giác mạc. Với những nội dung chính sau, Hải An bị u não, khối u đã chèn lên dây thần kinh nên y học không thể can thiệp được. Và lúc còn sống thì Hải An có ước nguyện khi mất đi thì những bộ phận trên cơ thể mình vẫn được tồn tại, vẫn được sống trên cơ thể của người khác. Khi Hải An qua đời, đôi giác mạc của em đã giúp cho hai bệnh nhân được nhìn rõ như bình thường. Vậy em có suy nghĩ gì sau khi đọc thông tin về Nguyễn Hải An? Qua câu chuyện của Nguyễn Hải An thì chúng ta thấy khâm phục Hải An vì hành động và nghĩa cử cao đẹp của bạn. Vậy điều gì đã khiến Hải An muốn hiến tặng giác mạc cho người khác? Bởi vì Hải An là người có tấm lòng yêu thương con người, và khi biết mình không còn được sống nữa thì em vẫn mong muốn đem lại ánh sáng cho người khác. Nguyễn Hải An hiện nay thì đã không còn nữa, nhưng trong lòng của mỗi người thì cô bé vẫn mãi là một thiên sứ, là một thiên thần bé bỏng. Bởi câu chuyện mà Hải An muốn gửi đến chúng ta đó là về lòng tốt, về sự sẻ chia, giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Và các em có biết rằng sau câu chuyện đầy cảm hứng của Nguyễn Hải An thì đã có hơn 2.300 người làm đơn tình nguyện, đăng ký tình nguyện hiến mô tàng, lan tỏa những điều tích cực đến với cộng đồng. Các em thân mến, trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta vẫn còn những nhiều việc làm thể hiện tình yêu thương con người. Bây giờ mời các em cùng đến với câu chuyện của Ngô Văn Hiếu với hành trình 10 năm cộng bàn đến trường. Trong quá trình xem phim, các em hãy lưu ý đến những việc làm của Văn Hiếu để hiểu bạn hơn em nhé. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia vừa qua, câu chuyện của hai cậu học trò Minh Hiếu và Tất Minh đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Suốt 10 năm cõng nhau đi học và cả hai đã thi đỗ đại học với điểm số cao, tình bạn của Minh Hiếu và Tất Minh đã lan tỏa rất nhiều những điều tích cực đến mọi người. Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất nghèo Đồng Thắng, Thanh Hóa, Nguyễn Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh từ lúc mới chào đời, với hai chân bị liệt, một tay bên phải không thể cử động được. Thấy vậy, nam sinh cùng xóm là Ngô Minh Hiếu đã ngày ngày tình nguyện cõng bạn đến trường từ năm lớp 2. Hai cậu học trò cứ dần gắn bó một cách nhẹ nhàng như thế, dần trở thành những điều quen thuộc như hơi thở. Để rồi 12 năm sau, công đèn sách không phụ hai cậu học trò khi cả Minh và Hiếu đều đạt trên 28 điểm, không môn nào dưới 9 trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua. Tất Minh và Minh Hiếu đều sinh ra trong những gia đình làm nông, có bố mẹ làm công việc tự do, này đây mai đó, còn mẹ làm thuê ở công ty cách nhà hàng chục cây số. Kinh tế gia đình không hề khá giả, nhưng thương con, bố mẹ Minh cũng đã rất cố gắng tìm mọi cách để chữa chạy, nhưng mọi thứ dường như không thể thay đổi. Nghĩ thương bạn không thể tự đi lại, Hiếu đã tình nguyện ngày ngày sang cõng bạn đến trường. Cứ thế suốt 10 năm vừa qua, chưa nghỉ hè, nghỉ Tết, hai bạn đều đón nhau đi học, cắt tóc cũng đi với nhau, không bỏ Minh buổi nào. Điều đặc biệt nhất khiến mọi người không khỏi bất ngờ ở đôi bạn cùng tiến đó là suốt 10 năm qua, cả hai em chưa hề cãi nhau. Để có sức khỏe cõng bạn đi học, Hiếu thường xuyên luyện tập thể dục, ăn uống nhiều hơn. Trái lại với Hiếu thì Minh ngậm ngùi, em chẳng dám ăn vì sợ to béo, Hiếu cõng vất vả, thương bạn hơn. Mặc dù cả hai đã lựa chọn những con đường khác nhau cho tương lai, nhưng trong những dự định của cả hai, luôn có phương án sẽ ở gần nhau và thuê chung trọ, Hiếu sẽ tiếp tục đưa Minh đến trường. Câu chuyện của Minh và Hiếu như câu chuyện cổ tích giữa đời thường về một tình bạn cao đẹp không phụ lợi và cả ý chí nghị lực lan tỏa những điều tích cực đến mọi người. Qua đoạn phim trên, em có cảm nhận thế nào về việc làm của Ngô Văn Hiếu? Chúng ta thấy rằng Ngô Văn Hiếu là người biết đồng cảm với hoàn cảnh của bạn, quan tâm và giúp đỡ bạn bằng cách hàng ngày cõng bạn đến trường. Và hành trình ấy dự kiến sẽ còn tiếp diễn ở những chặng đường kế tiếp.
Từ câu chuyện của Nguyễn Hải An và Ngô Văn Hiếu, chúng ta thấy rằng đây là hai tấm gương thể hiện tình yêu thương con người. Vậy em hiểu thế nào là yêu thương con người? Từ đây chúng ta có thể nói yêu thương con người chính là sự quan tâm, nghĩa là để tâm thường xuyên chú ý đến một người nào đó. Đó có thể là người thân, bạn bè hoặc một người nào đó đang gặp khó khăn hoạn nạn, để từ đó có sự sẻ chia, mong muốn được giúp đỡ bằng cách làm những điều tốt đẹp như những cái lời nói động viên về tinh thần hoặc sự hỗ trợ về vật chất giúp những người đó vượt qua khó khăn hoạn nạn. Cô mời các em ghi nội dung bài học. Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Bây giờ, chúng ta dở sách giáo khoa trang 10, cô sẽ hướng dẫn các em về phần nội dung bài học. Ở trang 10, phần nội dung bài học được cô khoanh tròn màu đỏ ở đây. Những bạn nào chúng ta chưa ghi kịp, các em sau tiết học này, các em dở ra trang 10 để ghi vào vở phần nội dung bài học cho đầy đủ các em nhé. Như vậy, chúng ta vừa làm rõ khái niệm thế nào là yêu thương con người. Vậy, em hãy kể những việc làm thể hiện yêu thương con người trong cuộc sống của anh em. Các em thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều việc làm, hành động thể hiện sự yêu thương con người. Ngoài tính thương yêu trong gia đình ra thì đó là sự quan tâm để những người già neo đơn, là sự sẻ chia đối với người khuyết tật, là sự giúp đỡ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, là sự chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy dỗ đối với những trẻ em lang thang cơ nhỡ. Hay là những cái hoạt động mà các em thường tham gia ở các phong trào đoàn đội trong nhà trường mình, như là phong trào lá lành đùm lá rách hoặc là phong trào nuôi heo đất giúp bạn đến trường. Và càng rõ hơn nữa, khi chúng ta chứng kiến sự tương thân tương ái của đồng bào trong cả nước, khi chúng ta hướng về miền Trung trong cơn bão lũ vào năm 2020, chúng ta quan sát những hình ảnh trên bảng. Đây là những chuyến xe, những chuyến hàng của đồng bào trên cả nước hướng về nhân dân miền Trung đang oằn mình trong bão lũ. Và hôm nay, khi cả nước đang lo lắng với diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thì chúng ta càng nhìn thấy rõ hơn nữa tình yêu thương của con người với con người được thể hiện qua những việc làm của các đội ngũ y bác sĩ. Đó là những vết lằn trên những khuôn mặt ửng đỏ khi phải đeo khẩu trang quá nhiều giờ. Đó là những giây phút nghỉ vội của các chiến sĩ áo trắng. Đó là những sự trực chốt của các chú công an ngày đêm ở chốt kiểm dịch, hay những việc làm như các chú bộ đội đi chờ giúp dân. Và bên cạnh đó, đó là tình thương của cả nước hướng về đồng bào miền Nam với những chuyến xe không đồng chở rau, củ quả, lương thực thực phẩm hướng vào vùng dịch, hay là sự hỗ trợ về người của các đội ngũ y bác sĩ Thừa Thiên Huế tiến vào vùng tâm dịch để giúp đồng bào miền Nam khám và chữa bệnh. Còn nhiều thể hiện sự yêu thương con người nữa mà cô trò chúng ta không thể kể hết được. Tất cả những việc làm đó nói lên sự thương yêu, chia sẻ, đùm bọc giữa những con người với nhau, bởi vì đó là nhân dân ta, là đồng bào ta, như câu ca dao: nhiều điều phụ lấy giả gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Các em thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về những hình ảnh thể hiện tình yêu thương con người. Vậy các em sẽ làm gì khi gặp những tình huống sau? Bây giờ chúng ta cùng tham gia giải quyết một số tình huống. Chúng ta có trên bảng 4 tình huống. Và với mỗi tình huống thì mỗi bạn sẽ đưa ra một việc cần làm, một việc nên làm. Bây giờ các em có một phút để suy nghĩ.
Kẹp hết thời gian làm bài. Bây giờ chúng ta cùng đi vào giải quyết tình huống. Với mỗi tình huống thì mỗi bạn có thể là sẽ đưa ra một cách giải quyết khác nhau. Tuy nhiên, cô xin đưa ra gợi ý như sau. Với tình huống thứ nhất, khi bạn em có chuyện buồn thì việc nên làm đó là quan tâm, chia sẻ, động viên và giúp đỡ bạn. Tình huống thứ hai, khi bạn ốm, nghỉ học nhiều ngày thì chúng ta cần thăm hỏi, động viên, hỗ trợ bạn trong học tập. Tình huống thứ ba, trường em phát động mua tấm ủng hộ người mù thì chúng ta cần tích cực, nhiệt tình tham gia. Và tình huống thứ tư, khi mẹ em bị ốm thì việc nên làm đó là động viên và chăm sóc mẹ. Như vậy, thông qua các tình huống trên thì các em đã biết thể hiện những việc làm, những lời nói để thể hiện tình yêu thương con người. Vậy, trong những việc làm đó có những việc nào là cần làm và có những việc nào là không cần làm. Bây giờ mời các em đi vào phần luyện tập. Các em dở sách giáo khoa trang 14 để cùng làm bài tập 1. Trong những việc làm sau đây, việc nào nên làm và việc nào không nên làm? Vì sao? Trên bảng, chúng ta có 6 việc làm. Bây giờ cô hướng dẫn cho các em cách làm bài. Chúng ta sẽ cùng tìm những việc nên làm và đưa ra lý do vì sao nên làm những việc đó. Tìm những việc không nên làm và trả lời vì sao không nên làm những việc đó. Các em có 1 phút để làm bài. Thời gian làm bài đã hết. Bây giờ chúng ta cùng tìm đáp án. Em quan sát trên bảng. Những việc nên làm đó là A, B, D, E. Quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, giúp đỡ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, không đưa chất độc hại vào thực phẩm để kinh doanh buôn bán và chăm sóc các thành viên trong gia đình. Đó là những việc nên làm. Vì đó thể hiện tình yêu thương con người. Và những việc không nên làm đó là C và D. Không chơi với những bạn cùng lớp có hoàn cảnh khó khăn và nâng giá một số hàng hóa khi xảy ra dịch bệnh, bởi vì như thế là phân biệt đối xử, là cơ hội. Như vậy, thông qua bài tập này thì các em đã biết phân biệt những việc làm là như vậy. Thông qua bài tập này thì các em đã biết phân biệt những việc nào là nên làm và những việc nào là không nên làm. Đối với những việc nên làm thì các em ủng hộ và phát huy, và đối với những việc không nên làm thì các em phê phán, không đồng tình. Như vậy, qua những nội dung trên thì các em đã được làm rõ về khái niệm yêu thương con người, những việc làm thể hiện tình yêu thương con người. Để khắc sâu nội dung bài học, cô mời các em chúng ta cùng xem một đoạn phim về cậu bé siêu nhân. Đứng lại siêu nhân đây. Đâu hai ta chưa? Còn lắm. Tên quái vật hắc ám kia, nhưng là ai? Siêu nhân mà lại bắt nạt người vô tội hả? Rửa tay đã cho con. Đứng từ từ thôi con. Mẹ ơi, lúc nào sinh nhật con, mẹ cho con đập lận để mua bộ quần áo siêu nhân Superman nhé. Để làm gì con? Con muốn làm siêu nhân cứu thế giới ạ. Ôi, con của mẹ có ước mơ lớn quá. Con chỉ cần ngoan, học giỏi và biết giúp đỡ mọi người thôi là được rồi. Nhưng con muốn làm siêu nhân thì phải làm việc lớn, như là đánh đuổi người ngoài hành tinh hay là quái vật giải cứu thế giới, đúng không mẹ? Thực ra, đâu chỉ làm việc khác thường mới trở thành siêu nhân con. Làm các công việc bình thường cũng có thể trở thành siêu nhân đó con ạ. Làm chuyện gì vậy mẹ? Rồi lớn lên con sẽ hiểu con trai ạ. Mẹ ơi, ở đây họ có bán bộ quần áo Superman ạ. Thế là con sắp thành siêu nhân rồi. Ừ, siêu nhân cận thị. Cướp, cướp. Cẩn thận con. Cướp, cướp. Mẹ ơi, bác kia đang khóc kìa. Con biết bác ấy bị cướp thứ gì. Chắc là bác ấy sẽ đi báo công an thôi con à. Hay mẹ con mình ra hỏi thăm bác ấy một chút được không ạ? Đi mẹ, mẹ vẫn bảo là con trai phải mạnh mẽ, không được khóc mà. Chắc bác ấy buồn
khổ lắm mới khóc to thế kia. Bác ơi, bác vừa bị mất đồ ạ. Tôi vừa bị cướp mất cặp vé số. Tôi đã bán được tấm nào đâu. Con nhỏ ở nhà còn đang bệnh. Bác ấy tội quá, mình giúp bác ấy được không mẹ? Hay tiền con không mua bộ quần áo siêu nhân nữa. Con thật sự muốn làm vậy à? Vâng, con muốn như vậy ạ. Con ngay chững chạc hơn mình nghĩ rồi. Bác ơi, bác nhận số tiền này coi như của ích làm nhiều. Út đức quá, cảm ơn hai mẹ con cô. Cô ghi giùm tôi địa chỉ nhà mình vào giấy. Khi nào có tiền, tôi xin mang tới trả. Địa chỉ đây ạ, nhưng bao nhiêu đây chỉ là món tiền nhỏ. Bác không cần phải suy nghĩ việc trả lại nó đâu ạ. Thôi, chào bác. Mẹ ơi, con thích cái bánh này. Đấy, cái bánh Superman đấy. Không có bộ quần áo siêu nhân, nhưng lại có bánh sinh nhật siêu nhân. Con vẫn là siêu nhân mẹ nhỉ? Ừ, được rồi. Thế quyết định mua cái bánh này nha. Cuối cùng cũng có cửa hàng bán bánh kem siêu nhân nè bố. Con đợi ở đây, bố vào mua đồ nhé. Dạ, khoan đã mẹ. Con muốn chọn một cái bánh khác mẹ ơi. Con muốn nhường bánh siêu nhân cho cậu bé kia phải không? Con trai của mẹ tốt bụng quá. Ngày sinh nhật con đều nhường hết niềm vui của mình cho người khác rồi. Con không buồn đâu mẹ. Mẹ bảo là chỉ cần làm việc tốt thì vẫn là siêu nhân mà. Quá, thích quá bố ơi. Xem này, nó đẹp và thơm chưa này. Cảm thân mến, cậu bé trong đoạn phim trên tuy đã không khoác lên mình chiếc áo siêu nhân, nhưng với những việc làm, chia sẻ, giúp đỡ để những người khác thì cậu đã là một người siêu nhân trong lòng mọi người. Cô mong rằng qua tiết học này, kém sẽ mở lòng hơn, quan tâm hơn để những người xung quanh, để từ đó có những việc làm thể hiện tình yêu thương con người trong cuộc sống. Vậy, biểu hiện của yêu thương con người ở trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội như thế nào? Đó là nội dung mà các em sẽ được tìm hiểu ở tiết học sau. Ở nhà, các em làm bài tập 2, trang 14 sách giáo khoa. Và để chuẩn bị cho tiết sau, các em đọc thông tin ở mục 2 và trả lời câu hỏi gợi ý ở sách giáo khoa trang 11. Tiết học đến đây là kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.